cho nên đào tạo một khóa cho nên cho Rick. Thì trong thời gian training thì tại vì cái project đó gấp cần cho nên tôi vẫn phải làm việc luôn trong cái project, cho nên chính vì vậy là cái thời gian khó khăn nhất của tôi. Trước đó thì mình chưa từng đi làm ở công ty nào hết nên mình chưa có kinh nghiệm về công việc. Lúc mình vô thì mình hoàn toàn không biết một chút gì về anh em cả. Dự án tăng gấp đôi, cái gì cũng gấp đôi hết, chất lượng khó hơn, team gấp đôi, tất cả mọi thứ đều gấp đôi. The biggest issue we met was the quality benchmark. We were not used to have this high quality benchmark, and so the team and everybody in the team suffer a lot about this quality benchmark. Khó khăn lớn nhất trong năm qua đó là tiêu chuẩn khách hàng càng ngày càng cao. Khi bắt đầu một cái dự án mới, có nhiều cái mình cần phải học hỏi, phải tìm hiểu thêm. I think my biggest challenge last year is learning how to say no. Boiling it down to the things you want to do and saying no to everything else is actually really hard to do. Việc dùng nhiều tool khác nhau, cũng như các dự án khác nhau, làm nhiều dự án khác nhau. Nhưng mà đặc biệt là mình có làm một dự án riêng của một mình phải tìm khách để mà làm quen với nó. Chuyên nghiệp, tự tin, trẻ trung và châu Âu, đam mê, sáng tạo, thân thiện, dễ thương, hòa đồng, sáng tạo, trẻ, đẹp và năng động, tự tin, nhiệt tình, sáng tạo, nhiệt tình, vui vẻ, rất là bự quá. I can feel có rất là nhiều người đi trước và họ sẵn sàng chia sẻ với mình. Có một cái gì đó nâng đỡ ngay từ sau lưng mình rồi nên cứ thoải mái mà làm và hỏi thôi. Được làm một phần với anh Patrice và được làm một phần với lại Tim Anh. Tôi có tên trên Generic là cái khoảng là mười mấy series TVC mà của những studio lớn. Thứ nhất là bạn thấy về cái môi trường làm việc. Thứ hai về con người. Thứ ba là về công việc hiện tại là làm được trên các dự án lớn. There's a lot of other animators, both local and expats, that are like really talented. And learning how to communicate with especially the locals is a challenge, but it's also quite rewarding. Tiếp cận với những cái công nghệ tiên tiến nhất thế giới, được làm ra những sản phẩm đi đầu và những cái gì mà thế giới có thì mình đều được tiếp xúc trước. Put Vietnamese animator on the worldwide map. And through this is having seen the progress from my student in 2005 up to now.